Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu lại ở trong C đấu đầu tiên thôi. Như vậy ở phía bên này có No 1 cầm cho Son, Craig, Chiboy, Gunny, Max C. Cuối cùng Hồng Anh là người cầm Baby. Thế như vậy Hồng Anh sẽ là người vâng, ở trong góc 9 giờ có thế luôn. Chủ lực duy nhất ở trong trận thi đấu này. Ở phía bên kia có lẽ cũng vậy thôi. Cân cân ở trận đấu này tôi thấy cũng có Baby, Summer, Kata và Ia. Thế như vậy UV người cầm Ia, BB cầm Baby, Summer của Simang và cuối cùng Kata meo meo. Thôi rồi, đến với màn hình máy của đối thủ Gunny trận thi đấu này thôi. Màu 3, đôi voi thấy sớm, bái quả phụ đây rồi. Vài tương đối tươi dành cho đối thủ Gunny. Gỗ đầu không đến mức quá xa, đôi cây gỗ đầu là đôi cây gỗ 75 và cây gỗ này cũng là cây 75 nữa. Thêm tí voi nữa hay không? Đây một thời điểm đá hiêu về thì cũng là hơi muộn, nó mất tay. Thôi rồi, thêm đôi voi nữa thì là mát. Cố gắng lên. Được rồi, hiêu đầu sát với cánh rừng. Ăn đôi voi lát nữa là đóng S, ăn bầy hiêu này cộng với ăn gỗ luôn là đẹp. 3, 2, thôi như vậy. Như vậy là vẫn sống trong tơn vừa rồi. Đây rồi, thêm voi nữa. Thoát chết trong pha trước, thấy voi pha sau. Cẩn thận tơn này. Rồi S đầu được thiết kế rất sớm. Hồng Anh Babylon cũng có quả phụ. Hiêu cũng đã thấy quả phụ đây rồi. Đây là Chiboy cầm Greg, loanh quanh rất nhiều sứ tử. Cũng có quả phụ, tất cả các nhà hầu như đều có quả phụ hết rồi. Và tiếp tục quay trở lại với Gunny. Voi đang còn ở phía ngoài, bãi quả phụ treo chéo xuống nhà của thủ Hồng Anh nữa. Chắc chắn là vẫn cứ nhớ thôi. May quá. Rồi Gunny đang dồn dân rất tốt. Tách quả đầu lên ăn quả phụ thôi. Dường như cũng là 6 cây, 735 với 24-1. Cắt tiếp nông dân đi giờ đi dâng luôn. Bên kia có Summer và có IA. IA có khả năng lên được cung A và chống Imax C thế thôi. Đấy, 5 cây. Mèo dò 8% phía bên kia. Như vậy IA là người đầu cánh, IA màu 8, nguyên thủ Yugi là người đầu cánh. Dường như là cũng là xấu thôi. Dốc rách dành cho Yugi, không khung gì cả. Và có lẽ chắc chắn sẽ là đánh chém thôi. Bây giờ đang đóng BB. Cắm một L phía trong, xong chạy vào trong cắm Y nữa là đẹp. Như vậy là màu 6, màu 7 bên kia lên đời rất muộn. Màu 5, màu 8 lên sớm, Bi lên sớm và Yugi lên sớm.
Rồi chú thực nâng cái giáp như vậy là ổn rồi. Đấy rồi, bãi vàng chưa hề bó bế một. Được đấy, bãi vàng của IA yếu ấy. IA đuối vàng đấy. Tiếp tục nông dân thứ hai không? Không. Tránh tình trạng bị chốt e. Có được hai dân ở phía trong là rất tốt, dành cho thủ Gunny sẽ là rất tốt. Rồi tốt rồi, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Và bây giờ thì đến với nô 1, đang chọc vào nhà đối thủ BB. BB phải nghe cũng rất nhanh, cắm P rồi, tốt rồi, nổ tiếp. Rồi nổ rồi, tốt rồi. Như vậy cũng đã có giỏ, à vâng, đã có bánh xe, BB rất sớm. Màu 7 vẫn chưa lên đời. Cắm lục quả Y trước cửa nhà đối thủ màu 7. Và bây giờ thì ăn được 7 heal nữa là Y ra rất đều. 7 rất yếu, 7 vẫn chưa lên 3. Mèo mèo đánh trận này rất yếu. Đã có Y tông thẳng vào nhà đánh cung ở phía bên kia rồi. Vừa mới lên xong. Có luôn bãi quả nữa. Rất tuyệt vời. Đây là Hồng Anh bắt đầu đẩy cung R ra. Đây là Chip Boy tham lai vẫn được 24. Chỉ bòi cái sóc phù là ổn thôi. Hết cây gỗ kia là tuyệt vời, dành cái thủ chip boy lao vào bãi gỗ luôn của Yugi là tốt. Vẫn sắp hết. Chút nữa. Màn hình máy cái thủ Gunny đang có biến. Đúng rồi, như vậy là 6 bung đấy. Có cái chương bài này tốt quá nhỉ, giờ đang hơi đuối thực. Rồi, thế như vậy là Y đã lọt. Ba con đi Max C ở trong nhà của đối thủ màu 6. Sáu đang rất lủng, các bạn có thể thấy màu sáu đang rất lủng. Chuyển sang nhà của đối thủ Chip Boy dường như là 8 cũng đã lủng. Như vậy là 8 cũng giạt luôn. Thế trận đang khá ưu thế. Đây màn hình máy đối thủ Hồng Anh 55. BB một bài lên sớm và BB bây giờ bắt đầu chuyển sang hỗn mã. Rồi Hồng Anh đã có nhà chính tiếp theo rồi. Một bài phút thứ 18 có nhà chính tiếp theo. Quá khỏe dành cho thủ Hồng Anh. Gunny bây giờ tham lai 17. Nhưng bây giờ thì đã làm xong nhiệm vụ hai nhà đầu cánh rồi. Và nhà trong cánh nhà đối thủ màu 6 cũng bị Gunny đâm bay. Tôi nghĩ là không hù được đâu. Vâng, vẫn mất con đi. À đâm nốt hai con đi rồi. À đâm nốt hai con P rồi. Vâng, vẫn hoảng hai con P, tốt rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem màn hình máy đối thủ nô 1, tham lai còn 18. BB đã chuyển sang hỗn mã để có thể chống lại bài cho son. Nô 1 giữ dân thôi, tầm này cứ giữ dân. Và đây là Hồng Anh tham lai đã lên 74. Nở tham ra rất nhanh nhưng bây giờ thì màu 6 đầy. Hồng Anh bây giờ đã 6 nhà BA chặt cố 2 rồi.
màu 6 thôi, bắt nốt quân màu 6 là chết thôi. Rồi như vậy là Meo Meo nó đi sai rồi. Một trận thi đấu mà vâng, quân đuối hơn tí nhưng mà đánh khỏe hơn bao nhiêu. Màu 6 nó chết từ rất sớm, vì vậy bên kia nhà chủ lực màu 6 chết sớm nhưng đơn giản thôi. Tỷ số là cân bằng hai đều và chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu chung kết ở trong trận đấu đầu tiên. Một bài mà game thủ Gunny cầm Max C và chơi đến được đến nhà thứ 3. Mèo Mèo không có tính chất thi đấu trận thi đấu này. Hai đều và chuẩn bị đến với trận thi đấu chung kết ở trong trận đấu đầu tiên thôi.